Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay kênh Điền Người Xứ Nghệ tiến hành lắp đặt một tủ áp tô mát âm tường của một ngôi nhà mới. Quá trình lắp đặt, mình có quay lại video mình chia sẻ cho các bạn cùng biết. Ở video này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn cùng biết chi tiết. Trong tủ áp tô mát này, mình có lắp loại áp tô mát gì, chịu được dòng điện định mức bao nhiêu, dây điện nguồn, cấp điện cho cả gia đình, được kéo từ phía ngoài đồng hồ ở ngoài cột điện kéo vào, được đặt trong ống luôn dây. Bây giờ mình mới kéo xong. Sợi cáp nguồn này thì chịu được thời tiết ở ngoài trời. Ở đây mình sử dụng loại cáp nguồn của hãng Sangjin. Ở đây các bạn cùng xem. Cáp nguồn của hãng Sangjin Hàn Quốc có tiết diện là 2x6, tức là 2 loại, và một loại có tiết diện 6mm². Sợi cáp nguồn này sẽ được đấu vào áp tô mát tổng 2 pha, sau đó sẽ được phân ra các áp tô mát nhỏ, cấp điện đến các phòng, các khu vực ở trong ngôi nhà. Từ hộp áp tô mát tổng này, chúng ta sẽ kéo những đường điện gồm 2 dây, dây màu đỏ cấp pha lửa, dây màu vàng cấp pha mát, đến phòng khách một đường, phòng ngủ một đường, phòng bếp cũng được cấp một đường, và phòng vệ sinh cũng được kéo riêng một đường. Chúng ta nên chia ra nhiều đường, tuy có tốn kém dây hơn một tí nhưng rất an toàn và hiệu quả. Tất cả áp tô mát ở đây mình sử dụng áp tô mát của hãng Panasonic. Áp tô mát tổng là loại 2 pha, có dòng điện định mức là 32A. Áp tô mát cấp điện đến phòng bếp và phòng vệ sinh là những nơi tiêu thụ nhiều điện năng, cho nên ở đây mỗi phòng mình lắp một áp tô mát có dòng điện định mức là 20A. Còn áp tô mát cấp điện đến phòng khách và phòng ngủ, ở đây mình lắp đặt mỗi phòng một áp tô mát loại 16A. Tất cả các áp tô mát là đóng cắt điện cho các phòng này, thì khi chúng ta đấu nối phải đấu đúng để đóng cắt đúng pha lửa, còn pha mát thì cấp điện trực tiếp. Còn đối với áp tô mát tổng là loại áp tô mát 2 pha, cho nên đóng cắt cả pha lửa và pha mát. Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi cách thức mình tiến hành thực hiện công việc đầu nối tủ áp tô mát tổng âm tường này. Trước khi đầu nối thì ở đây mình dùng kim tuốt đầu dây để tuốt hết các đầu dây, sau đó mình mới tiến hành ép đầu cột, rồi mới đến đầu nối tủ áp tô mát âm tường này. Ở sợi cáp nguồn này là loại cáp 2x6, sợi sọc màu xanh, mình chọn cấp pha lửa, cho nên ở đây mình ép đầu cột màu đỏ. Để làm được điều này thì sau này sợi sọc xanh ở phía ngoài đồng hồ chúng ta phải đấu vào pha lửa, còn sợi dây còn lại mình ép đầu cột màu xanh để cấp pha mát. Sợi cáp nguồn cấp đến này thì hai đầu dây chúng ta sẽ đấu vào hai cực ở phía trên của áp tô mát tổng. Sợi ép đầu cột màu xanh cấp pha mát ở đây mình đấu vào cực phía bên tay trái, còn sợi ép đầu cột màu đỏ cấp pha lửa mình sẽ đấu vào cực phía bên tay phải. Khi chúng ta cấp điện vào và bật áp tô mát lên thì cực phía dưới bên tay trái sẽ là cấp pha mát. Ở đây mình đấu một sợi dây câu, đấu từ câu đầu chung này đấu sang cực phía dưới bên tay trái, tức là cực cấp pha mát. Sau này ở câu đầu chung này sẽ có pha mát, cho nên tất cả các đầu dây cấp pha mát kéo đến các phòng chúng ta đều đấu vào câu đầu chung này. Còn ở cực bên phải phía dưới của áp tô mát tổng, cực này thì cấp pha lửa. Ở đây mình cũng đấu một sợi dây câu. Sợi dây câu này thì hai đầu mình đều ép đầu cột màu đỏ. Một đầu đấu vào cực bên dưới phía bên phải của áp tô mát tổng. Đầu còn lại đấu vào tất cả các cực phía trên của tất cả các áp tô mát lá để cấp pha lửa cho các áp tô mát lá. Ở đây mình sử dụng một cái câu đấu chung để đấu chung tất cả các cực phía trên của các áp tô mát lá này. Cái câu đấu chung này thì đi kèm theo hộp áp tô mát tổng. Lưu ý rằng chúng ta cần phải siết vặn thật chặt, đảm bảo độ tiếp xúc tốt, tránh tình trạng lỏng lẻo. Khi dòng điện chạy qua sẽ phát nhiệt, phóng hô quang,
sinh ra chập cháy, cháy dây điện, làm hỏng automat, rất là nguy hiểm. Quá trình thực tế sửa chữa, mình đã bắt gặp rất nhiều trường hợp, nhiều bàn siết vặn không chặt, cho nên cả cái mũi nối này tiếp xúc lỏng lẻo. Hậu quả là cả cái automat này rất hay bị nhảy. Nếu như để lâu thì làm cho dây điện cháy, automat cũng có thể hỏng và hỏng lây sang các thiết bị sử dụng điện khác. Còn đối với các đường dây cấp điện đến các phòng, ở đây mình sử dụng loại dây đơn, mỗi đường mình kéo 2 sợi. Tất cả đều sử dụng loại dây đơn có tiết diện 2,5mm². Dây màu đỏ thì sẽ cấp pha lửa, cho nên ở đây mình bấm cụt màu đỏ. Còn giấy màu vàng cấp pha mát, mình bấm cụt màu xanh. Mình quy ước rất rõ ràng như thế này, giúp các bạn xem được dễ hiểu. Việc bấm cụt như thế này không chỉ làm tăng tính thẩm mỹ mà còn tăng độ bền, độ an toàn. Đồng thời sau này việc sửa chữa cũng được dễ dàng hơn rất là nhiều. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem cách thức mình đấu nối rất là đơn giản. Đây là đường dây điện cấp nguồn điện đến phòng khách. Dây màu đỏ cấp pha lửa, cho nên mình đấu vào cực phía dưới của automat một lá đầu tiên. Automat này có cường độ dòng điện định mức là 16A. Còn dây màu vàng ép đầu cột màu xanh cấp pha mát thì chúng ta chỉ việc đấu vào câu đầu mạt chung. Khi chúng ta bật automat tổng lên thì ở câu mạt chung này đã có pha mát, và cứ hoàn toàn tương tự như vậy. Ở đây là đường nguồn cấp điện đến phòng ngủ. Dây màu đỏ ép đầu cột màu đỏ cấp pha lửa. Chúng ta đấu vào cực phía dưới của automat lá thứ hai. Automat lá này có dòng điện định mức là 16A. Còn dây màu vàng ép đầu cụt màu xanh cấp pha mát, ở đây mình cũng đấu vào câu đầu mát chung giống như ở phòng khách vậy. Còn đây là đường nguồn cấp pha mát cho phòng bếp, gồm một dây màu đỏ cấp pha lửa, dây màu vàng cấp pha mát. Chúng ta cũng hoàn toàn đấu theo cách tương tự. Ở phòng bếp này thì ngày nay nhiều gia đình có lắp, chẳng hạn như là bếp từ, quạt hút, cây nước lọc, cho đến các thiết bị tiêu thụ điện khác, chẳng hạn như nồi cơm điện, ấm siêu tốc. Cho nên chúng ta cần phải lắp automat đóng cắt có dòng điện định mức tương xứng. Ở đây mình dùng loại automat một lá có dòng điện định mức là 20A. Còn sợi dây này là đường nguồn cấp điện đến phòng vệ sinh. Ở đây sợi dây màu đen mình bấm cụt màu xanh cấp pha mát, còn sợi dây màu trắng mình sẽ bấm cụt màu vàng cấp pha lửa. Sau khi đã bấm cụt xong, ở sợi dây màu đen cấp pha mát chúng ta sẽ đấu vào câu đầu mạt chung. Còn sợi dây màu trắng cấp pha lửa thì chúng ta đấu vào cực phía dưới của automat lá cuối cùng. Cái automat lá này có dòng điện định mức là 20A. Bởi vì ngày nay khu vực nhà vệ sinh phía sau cũng có lắp rất nhiều thiết bị tiêu thụ điện, chẳng hạn như bình nóng lạnh, đèn sấy, rồi cho đến máy giặt và nhiều thiết bị tiêu thụ điện khác, chẳng hạn như quạt hút, vân vân. Ngoài ra còn có thể chúng ta kéo thêm những đường nguồn cấp điện đến nhiều khu vực khác, thì chúng ta có thể lắp thêm những automat lá khác, hoặc là chúng ta có thể kết hợp đầu ghép vào một cái automat cấp nguồn trong một khu vực nào đó. Chẳng hạn như ở sợi dây điện này là sợi dây điện cấp điện cho khu vực gầm cầu thang. Ở đây mình kết hợp với automat cấp điện cho phòng ngủ. Khi xem đến đây, chắc hẳn nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao ở đây mình không lắp automat chống giật. Xin thưa với các bạn, mình có lắp một cái automat chống giật dùng để đóng cắt điện cho bình nóng lạnh,
Bởi vì nếu như bị nóng lạnh, bị rò điện sẽ rất là nguy hiểm cho người sử dụng. Nếu như có bạn nào quan tâm muốn tìm hiểu về nghề điện nói chung và nghề lắp đặt điện sinh hoạt nói riêng thì xin mời các bạn vào kênh YouTube Điện Người Sử Nghề. Ở trong kênh có rất nhiều video hướng dẫn lắp mạch điện cầu thang, lắp điện phòng ngủ, lắp bóng đèn, ổ cắm, cho đến lắp điều hòa, sửa cửa cuốn và rất nhiều đề tài khác. Rất mong các bạn khi xem xong video, các bạn nhớ bấm like và đăng ký kênh để đón xem nhiều video tiếp theo. Video này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.